Ayo, what's up? Thì hôm nay sẽ là cái món đá me nha cả nhà. Trời ơi, nó nói cái mùi. Mỗi lần mà cái mùi này nó ra một phát một thì chảy nước miếng. Thì bây giờ mình sẽ làm ra một cái ly đá me xong rồi mình sẽ cho cả nhà xem nha. Thì cái thành quả khi mà làm xong một cái ly đá me á, đâu để làm cho cả nhà. Đậu phộng ngon. Nếu mà cả nhà uống đá me mà không có đậu phộng cũng như không. Nói chung là có đậu phộng mới ngon hơn cả nhà. Đây là cái miếng thơm, gọi là miếng khóm, ở dưới miền Tây kêu bằng khóm á. Khóm nào không? Mà mỗi lần mình uống đá me thì nước giải mình nó cứ chảy hoài không biết làm sao luôn. Bây giờ mình sẽ thử miếng nước rồi cho cả nhà mình xem. Ây yêu, đúng ngon luôn, đúng gốc gọi là đá me luôn. Và muốn nói với cả nhà luôn là đá me này do nhà mình làm bán nha. Không phải là mình review là mình nói quá sự thật đâu. Nếu mà cả nhà mình không tin, cứ việc mua về dùng thử nha. Một hũ là 900g nha cả nhà. Lại lưu ý, khi mà mua về cả nhà để ngoài đừng bỏ vô ngăn tủ lạnh nha. Tại vì để trong tủ lạnh á, me nó ngào lại rồi mấy bạn bỏ vô tủ lạnh đó thì nó sẽ bị cứng lại. Còn để ngoài mấy bạn ăn, lấy ra ăn, nó sẽ ngon hơn. À trời, chua chà, nó ngon quá cả nhà mình ơi. Bye bye cả nhà.